Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ-ra Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một loại lan đơn thân rễ gió. Và loại lan này rất là quý hiếm của rừng con tum nha mọi người. Thì nó có tên là Vanda Uyên Ương. Thì cái tên gọi Vanda Uyên Ương xuất phát từ cái đặc điểm về hoa của nó. Tức là hoa nó thường mọc thành hai bông nằm cạnh nhau đó, thì giống như là một đôi uyên ương vậy đó, nên là cái nguồn gốc xuất xứ của nó thì được đặt theo cái tính cách đó. Và cái loại lan này thì cũng rất là hiếm nha mọi người, bởi vì trong năm thì nó chỉ xuất hiện một vài lần thôi, nên là các bác anh chị chúng ta có nhu cầu sưu tầm thì chúng ta đăng ký thật sớm nhé. Và nguồn gốc xuất xứ là từ vùng rừng Đắk Lây của con tum. Thì đây là một cái loại lan đơn thân rễ gió, nên là cái cách chăm sóc thì nó cũng giống như một số loại lan đơn thân rễ gió khác thôi. Thì mọi người trồng có thể trồng giống như là nghênh sưng, cẩm báo hay các loại lan giáng hương nữa. Tức là mọi người có hai cách, mọi người trồng vào trong chậu than cục lớn đó. Tức là cái giả thể nó thoáng tí, hoặc là vỏ thông lớn cũng được, hoặc là ghép gỗ lũa, hai cách. Thì tùy, nói chung là tùy sở trường của mọi người. Thì mọi người thích ghép gỗ lũa hoặc là trồng vào chậu than cũng được. Một cái đặc điểm nữa khiến cái loại lan Vanda Uyên Ương này được rất nhiều người muốn sưu tầm trong vườn nhà, bởi vì cái đặc tính của nó là hoa cực kỳ thơm nhé mọi người. Nếu mà xét về cái độ hương thơm so với giả hạt thì phải nói là 1 9 1 10 đó. Hoa này rất là thơm và thơm rất là dễ chịu. Mặt hoa cũng rất là đẹp, rất là đặc biệt luôn. Hoa của nó thì có ba cái màu chủ đạo, đó là màu trắng nè, màu xanh, màu tím. Thì ba màu đó nó cùng nằm trên một bông hoa, nó hòa quyện vào nhau, khiến cho bông hoa trở nên đặc biệt và đẹp đẽ hơn. Thì hôm nay thì em chia ra thành các phần đều nhau nhé mọi người. Thì đợt này cũng được tầm mười mấy phần thôi, nên chắc là hết rất là nhanh. Các đợt vừa rồi thì nói chung là các bác anh chị chúng ta mua nhanh lắm, nên là đợt này thì mọi người mua thì chúng ta chốt được sớm nhé. Một phần thì nó có tầm 9 dê nhé mọi người. Đó, 9 dê thì trong đó thì có cả dê to, có dê nhỏ. Đó, nó cũng không to hết đâu, mà nó cũng không nhỏ hết nha mọi người. Và đặc biệt là không có gãy dập đâu nhé, gãy dập là em loại ra rồi. Đó, mọi người xem. Lan thì lúc nào về mua về cũng có một đống gãy dập là loại ra hết. Thì bán là bán hàng nguyên vẹn, nguyên lành cho mọi người thôi. Đó. Thì em chia đều ra rồi, phần nào nó cũng tương đương như phần nào thôi. Nó đều nhau, bù qua bù lại thôi. Ví dụ đây số dê, nói chung hàng rừng thì nhìn nó không được đẹp như hàng thuần đâu mọi người. Tuy nhiên là cái loại này thì mọi người về trồng thì chăm sóc rất là khỏe, rất là nhanh ra rễ và sống rất là tốt. Đó. Đây là loại dinh lan dễ trồng nhé mọi người. Cái mùa hoa của nó thì rơi vào tầm tháng 4, tháng 5. Đó, thì mọi người về trồng năm nay thì chúng ta chờ sang năm sổ hoa ngắm hoa nhé. Thì lúc ngửi được cái hương thơm của hoa thì bảo đảm mọi người sẽ rất là thích luôn. Nhưng mà sợ tới lúc đó muốn mua tiếp thì nó lại không có. Rồi đây, các phần thì em quay sơ qua một số phần nhé mọi người. Đó, thì cái dê của Vanda Uyên Ương thì cái thân nó cũng không được to lắm đâu. Đó, cái độ to nhất của nó thì cũng cỡ hơn bàn tay thôi. Rồi, và những cái dê như vậy, những cái dê nhỏ nhỏ như vậy nè, vẫn đủ khả năng ra hoa hết nữa, nên mọi người yên tâm. Và đều như nhau hết rồi, nên cũng không có phần xấu, phần đẹp đâu mọi người. Đó, phần nào nó tương đương như nhau, nó bù trừ qua lại nhau thôi. Đó. Rồi, và một phần là 9 dê nhé mọi người. Có dê to, dê nhỏ, và dê xấu, dê đẹp. Tuy nhiên là không có dập gãy đâu, mọi người yên tâm. Và giá là 300 ngàn nhé mọi người. 300 ngàn cho một phần. Đó, một phần được vậy. Và mọi người có thể ghép vào một khúc bộ lũa thật là lớn, hoặc là trồng vào cỡ 3 chậu cũng được. 2-3 chậu vậy, tùy thích của mọi người. Đó, một chậu chúng ta trồng lấy cỡ 3 cây, 3-4 cây vậy đó. Rồi, giá 300 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu nhé mọi người. Thì các bác anh chị chúng ta có nhu cầu mua thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Các bác anh chị lớn tuổi không biết nhắn tin thì có thể gọi điện trực tiếp cho em để chốt đơn nhé. Mà biết nhắn tin thì nhắn tin giúp em để em chốt đơn cho nó nhanh hơn. Bởi vì mỗi lần nhận đơn là rất nhiều cuộc gọi, nhiều khi là mọi người không nhắn tin, gọi điện không được thì nó lại bị sốc đơn. Rồi, và chỉ có mười mấy phần chia cho hơn 80.000 người đăng ký nha mọi người. Nên là chắc hết rất là nhanh luôn đó. Rồi, xin cảm ơn mọi người.
và hẹn gặp lại mọi người các clip bán lan tiếp theo. Thì em sẽ cố gắng kiếm cũng như là săn tìm những cái loại lan mà hoa đẹp, thơm đó, dễ trồng, dễ chăm sóc và cho mọi người làm giống nhé. Đó, đợt này Van Đài Đường là rất là hợp với những người yêu thích lan luôn á. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo.